khoảng 90% lượng phenol được sản xuất từ cumen. Được chưa? Thế bây giờ hỏi này, năm 2021, đây chụp 2021 đây. Thì khối lượng cumen là dùng để sản xuất phenol. Thì đầu tiên là năm 2021 thì khối lượng phenol là 11,37. Đúng chưa? Thế muốn làm được câu này mình phải nắm được công thức của cumen. Cumen là gì ạ? C9H12. C9H12. Đó. Mà ra phenol là C6H5OH. Đây không hiệu suất. Mà 90% lượng phenol thì sản xuất từ cumen. Được chưa? Vậy này, ở đây cho là 11,3 mấy này. 11,37. Vậy là 11,37 tấn phenol này thì chỉ có 90% là được sản xuất từ cumen thôi. Nhá. Nên là anh này nhân 0,9 là ra khối lượng, rồi chia cho phân tử khối của phenol. Phân tử khối phenol 12 nhân 6 72. 72 cộng 6 78. 78 cộng với 16 94. Vậy suy ngược này. Số mol nó vẫn là 11,37 nhân 0,9. Số mol vẫn như vậy, chia 94. Muốn tìm khối lượng phải nhân phân tử khối của cumen. Anh này nhân 120 thì kết quả khối lượng triệu tấn của cumen là bao nhiêu? À 13,06 thì vậy là thầy chốt 13,06 nhé. Cứ lấy hai chữ số đằng sau dấu phẩy cho chuẩn. Chẳng có gì các em ạ. Mình cứ lấy hai chữ số khi đi thi nhá, mình cứ lấy hai chữ số đằng sau dấu phẩy cho chuẩn. Nhá.